công đức lớn nhỏ không ở sự việc lớn hay nhỏ, không ở chỗ ra tiền ra sức bao nhiêu, ở ngay tâm lượng của bạn. Người tâm địa chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, từ bi, bạn thế họ ở ngay trong cuộc sống thường ngày làm việc thiện nhỏ, công đức mà họ làm ra là không thể nghĩ bàn. Vì sao vậy? Xứng tánh, tâm lượng cứu cánh viên mãn chính là tự tánh. Tâm trùng hư không lượng khắp pháp giới, đó là tự tánh. Bạn dùng cái tâm hạnh như vậy, không luận làm bất cứ việc gì, bạn bố thí một xu tiền, thậm chí trên người không có tiền, xem thấy việc tốt của người khác, chắp tay hoan hỷ tán thán, công đức đều là vô lượng vô biên. Do đây có thể biết Phật Bồ Tát Viên Đốn Đại Giáo mỗi niệm đều tu vô lượng vô biên công đức. Phàm phu chúng ta có thể hay không? Chỉ cần mở rộng tâm lượng thì có thể biết được tất cả pháp của thế gian này không phải là chân thật, là hư vọng. Những cái giả tướng này chỉ là thoáng qua trước mắt chúng ta mà thôi. Người có trí tuệ, người thông minh, hiểu rõ cái đạo lý này, thấu suốt chân tướng sự thật, nắm lấy cơ hội, thành tựu vô lượng vô biên công đức. Người ngu muội luôn luôn là để cho cơ hội đi qua ngay trước mắt, không những không biết nắm lấy cơ hội tích lũy công đức, hơn nữa tạo tác vô lượng tội nghiệp. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.